Trở lại với chương trình tin tức thưa quý vị, sau đây là những phần tin địa phương. Một phụ nữ ở miền Bắc California đã được tìm thấy thiệt mạng ở trên xe chìm ở dưới nước lũ vào sáng ngày thứ tư 11 tháng Giêng. Cảnh sát loan báo, nâng số người chết vì đợt bão mùa đông ở tiểu bang này lên ít nhất là 17 người. Sở cảnh sát Sonoma County nhận diện bà Daphne Fortino, 43 tuổi. Cư dân của Ukiah là người duy nhất ở trên chiếc xe được tìm thấy ở dưới nước lũ ở trong khu 6.000 đường Trenton, Helmsburg ở Forestville vào sáng thứ ba. Sở Cảnh sát Sonoma County nhận được cuộc gọi điện thoại 911 báo cáo có chiếc xe bị chìm ở dưới nước sâu, khiến cho nhân viên cứu nạn của Sở cứu hỏa Sonoma phải dùng thuyền và xe trượt nước đến để tìm kiếm suốt cả ngày dọc theo sông Russia trực thăng của cảnh sát tiểu bang cũng đã hỗ trợ để tìm kiếm. Và tối thứ ba, khi trời quá tối, nhóm cứu nạn phải tạm nghỉ. Sáng sớm thứ tư, họ tiếp tục tìm kiếm. Và không lâu, sau 7 giờ rưỡi sáng, họ đã tìm thấy được chiếc xe chìm ở dưới nước sâu từ 8 cho tới 10 phút, cách đường 100 dặm. Bà Fontino bị thiệt mạng trước khi được tìm thấy. Xe Tesla tự lái gây tai nạn liên hoàn 9 người bị thương. Theo The Intercept, đoạn phim giám sát từ cầu San Francisco cho thấy cảnh tượng tai nạn nghiêm trọng khi một chiếc Tesla Model S đã chuyển lằn rồi đột ngột thắng ở lằn ngoài cùng bên trái trong một đường hầm trên đường cao tốc gây ra tai nạn liên hoàn với 8 chiếc xe hơi chồng chất lên nhau. Vụ tai nạn khiến cho 9 người đã bị thương, trong đó có một cháu bé 2 tuổi. Giao thông qua cầu bị tắt nghẽn hơn một tiếng đồng hồ. Trong lời khai với cảnh sát, chủ xe Tesla đã xác nhận là đã sử dụng chế độ tự lái, tức là Full Self Driving FSD, trước khi xe chuyển sang làn đường bên trái rồi bất ngờ giảm tốc độ và dừng ngay trên đường đi của chiếc xe thứ hai. Người phát ngôn của Ủy ban An toàn giao thông đường bộ Hoa Kỳ đã xác nhận với Insider rằng là cơ quan này đã mở một cuộc điều tra về vụ tai nạn. Tính cho đến ngày 22 tháng 12 năm ngoái, cơ quan này đã tiến hành ít nhất là 41 cuộc điều tra về các vụ tai nạn của xe Tesla có liên quan đến các tính năng tự lái bao gồm thắng khẩn cấp tự động và Autopilot hoặc là FSD. FSD là công nghệ tự lái hàng đầu của Tesla với nhiều tính năng như là đậu xe tự động, thay đổi làn đường tự động và tính năng tự triệu hồi xe khỏi bãi đậu xe tới vị trí của người dùng. Thời gian đầu thì người dùng cần chi trả là 6.000 Mỹ Kim cho công nghệ này. Sau một số lần tăng giá thì FSD hiện tại đã có giá trọn gói lên đến 15.000 Mỹ Kim hoặc là người dùng có thể thanh toán theo từng tháng dưới dạng là thuê bao. Phần mềm vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm beta và vẫn cần được cấp phép để được phép sử dụng cho toàn bộ thời gian xe di chuyển. Và sau đây là bản tin cuối thưa quý vị trường trung học dự bị Hogan thuộc về tiểu bang Kansas phải bồi thường gần 1 triệu Mỹ Kim sau cáo buộc là một giáo viên của trường này quấy rối tình dục học sinh 11 tuổi. Kansas City Star đưa tin. Các tài liệu ở tại tòa án quận hạt Jackson ở Kansas cho thấy năm học 2017-2018, đến 2018, một nữ sinh lớp 7 ở tại trường trung học dự bị Hogan đã bị ông Douglas Bliss là cựu giáo viên của trường quấy rối và đụng chạm vào cơ thể. Bồi thẩm đoàn nhận thấy nhà trường đã phân biệt đối xử với học sinh và ông Bliss đã đánh đập học sinh này. Vì vậy, theo phán quyết, nhà trường phải bồi thường cho học sinh 950.000 Mỹ Kim. Tuy nhiên, bị cáo Bliss không bị buộc tội hình sự, đồng thời trường trung học dự bị Hogan phủ nhận các cáo buộc có liên quan. Kể từ năm 2018, toàn bộ đội ngũ lãnh đạo và nhiều giáo viên, nhân viên ở tại trường này đã có sự thay đổi về mặt nhân sự. Vì vậy, chúng tôi thất vọng về kết quả của phiên tòa. Luật sư Keith Cutler đại diện cho nhà trường cho biết như trên. Trong khi đó nhà trường cũng đã đệ trình hai đơn kiện cha và mẹ của học sinh. Cụ thể vào năm 2018, ngay sau khi học sinh thông báo việc bị quấy rối với cha mẹ, hai người này đã xông vào lớp học của ông Bliss xô sát với ông ta. Trong các tài liệu gửi đến tòa án, nhà trường cho biết ông Bliss bị chấn động, bị thương ở mặt và có vết cắn ở bụng. Cơ quan thực thi pháp luật đã điều tra các khiếu nại liên quan đến ông Bliss ở trong trường hợp này và chưa có quyết định nào được đưa ra. Luật sư của nhà trường cho biết như vậy. Và đó là các bản tin trong ngày của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý theo dõi. Xin kính chúc quý vị có một ngày thật vui và bình an và xin hẹn gặp lại.